khảo sát của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, hơn 30% cà phê trên thị trường chứa rất ít, thậm chí là không có caffeine. Điều này cho thấy thực trạng người tiêu dùng đang hàng ngày thu nạp vào cơ thể loại đồ uống có mát cà phê, nhưng thực chất lại là sản phẩm pha trộn, với số lượng lớn là đậu nành, bắp, cùng với rất nhiều các loại hóa chất, hương liệu, phụ gia. Thế nhưng, nhiều người vẫn hàng ngày chấp nhận những sản phẩm cà phê bẩn do thói quen tiêu dùng. Với mong muốn mang cà phê về đúng bản chất nguyên sơ của nó, Hoàng Tiễn cùng với người bạn của mình, đó là Đỗ Quốc Anh, nhen nhóm ý định khởi nghiệp cùng hạt cà phê với phương châm là cà phê chỉ làm từ cà phê. Và rồi, sau bao ngày dày công nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, thì ý tưởng kinh doanh thật sự đã đến với hai bạn trẻ. Trong tiếng Ý, espresso được gọi là espresso, nghĩa là cà phê có thể phục vụ cho khách hàng ngay lập tức. Xuất hiện vào năm 1930, cà phê espresso được pha với máy pha espresso chuyên dụng, cũng do người Ý sáng tạo ra. Phương pháp pha cà phê này được coi là ưu việt nhất, vì người uống có thể yêu cầu điều chỉnh để bột cà phê xay thô, xay vừa hay là xay mịn tùy ý thích, mà cà phê vẫn giữ được hương thơm và mùi vị. Tuy nhiên, mô hình cà phê máy espresso đến nay không phải là điều mới mẻ. Vậy thì, ý tưởng đột phá của hai bạn nằm ở đâu? Chính từ ý nghĩa cà phê phục vụ cho khách hàng ngay lập tức và tính lưu động khi thưởng thức cà phê trong xã hội hiện đại ngày nay đã đưa đến ý tưởng chủ đạo cho Tiễn thiết kế nên mẫu xe Coffee Pie. Đây cũng chính là mô hình kinh doanh xe ba gác cà phê tiên phong tại Việt Nam. Hoàng Tiễn và Quốc Anh đã tìm ra dòng máy pha cà phê espresso thích hợp với giá không quá cao mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Và theo cách nghĩ của hai bạn trẻ này thì có pha cà phê như thế mới chắt lọc hết được những tinh túy của hạt cà phê, mới cho ra đời ly cà phê thơm ngon, tuyệt hảo. Và đây cũng chính là phương thức mà hai chàng trai trẻ muốn xây dựng và đưa niềm đam mê cà phê của người Việt tiếp cận với thế giới. Hệ thống hiện đại của chiếc máy pha mini cộng với nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng tại Tây Nguyên, ly cà phê vì thế cũng chất lượng và đúng nghĩa là cà phê sạch từ hạt cà phê. Trên thế giới thì có tới gần tới hàng trăm cái phương cách để pha chế cà phê, trong đó Coffee Pie lựa chọn phương thức pha máy espresso bởi vì nhận thấy rằng espresso bằng phương pháp pha máy giúp chiết xuất được nhiều tinh chất cà phê. Coffee Pie rất là mong muốn có thể góp một phần sức của mình trong việc xây dựng lên, tạo thêm một cái gu thưởng thức cà phê hiện đại, tạo nên những cái nguồn lợi vừa cho khách hàng, vừa cho cả những người nông dân và những người bản thân làm một cái mô hình kinh doanh như là Coffee Pie. Bên cạnh đó, sự xuất hiện với sắc cam rực rỡ cùng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình đã tạo nên một không khí vui vẻ, sảng khoái cho khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội quan sát trực tiếp quá trình rang xay và pha để họ nhận thấy được sự khác biệt của Coffee Pie. Tuy nhiên, cũng như nhiều dự án khởi nghiệp khác, Coffee Pie cũng đã gặp không ít khó khăn. Khó khăn đó là mình không có những người đi trước để mình học tập và cải thiện mô hình. Do đó là mình phải tự làm tất cả mọi thứ và những cái gọi là những cái sai lầm trong quá trình mình thực hiện mô hình thì mình phải chịu những cái hậu quả từ cái việc đấy. Tuy nhiên là do cái tầm nhìn tốt cho nên tất cả mọi các bạn sinh viên làm việc cùng với nhau tự động viên và hoàn thiện mô hình ngày càng tốt hơn để tiếp cận được với nhiều người hơn. Đến nay, mô hình ba gác cà phê đã có nhiều cửa hàng tại cả hai miền Nam và Bắc. Chiếc xe màu cam trở nên quen thuộc từ dân văn phòng, sinh viên cho tới người lao động chân tay. So với các chỗ bán cà phê ở ngoài á, thì cái mùi ở ngoài á, nó có vị khác hơn là ở trong đây. Ở trong đây thì cái vị cà phê em nghe nó rất là thơm. Chiếc xe ba gác được thiết kế với màu sắc bắt mắt, kết hợp với hệ thống máy pha cà phê espresso mini hiện đại. Hoàng Tiễn và những người bạn của mình dường như đã mang cả nước Ý thu nhỏ vào lòng Sài Gòn nhộn nhịp. Không dừng lại ở đây, Hoàng Tiễn và nhóm sáng lập nhận ra rằng không chỉ mọi người đến với Coffee Pie, mà Coffee Pie
cũng cần phải đến với mọi người. Vì lẽ đó mà Coffee by App ra đời, nhằm phục vụ cho những khách hàng ở xa không tốn chi phí đặt hàng mà còn nhận được thức uống một cách nhanh nhất. Thực ra thì gia đình không đồng ý cái việc là Tiễn sẽ ra mà kinh doanh riêng như vậy. Tuy nhiên sau khi mình làm khoảng thời gian khoảng 6 tháng thì mô hình bắt đầu có những cái dấu hiệu chứng tỏ là nó thành công. Bên cạnh đấy thì truyền thông, báo chí họ cũng ủng hộ cái việc là thanh niên khởi nghiệp á. Cho nên cho tới thời điểm hiện tại thì rất là nhiều người ủng hộ. Đấy cũng là một cái tài sản rất là lớn đối với Tiễn bây giờ. Bắt đầu từ những chấp nối ký ức về một Sài Gòn những năm đầu thế kỷ 20, chiếc xe ba gác cũ được khoác lên một bộ áo mới của hệ thống máy pha cà phê mini. Giữa truyền thống và hiện đại, Coffee By ngày càng lớn mạnh, thổi một làn gió mới vào thị trường cà phê Việt. Chẳng vội vàng nhưng lại quyết đoán, chàng trai trẻ Hoàng Tiễn đã học tập từ nhiều doanh nhân trên thế giới với quan niệm đã kinh doanh thì phải tạo ra một giá trị cho xã hội. Không có thành công nào mà không có thử thách, nhất là thành công này lại là của những người trẻ dám nghĩ, dám làm, gác bỏ những gì quen thuộc để hướng đến một mục tiêu mới. Coffee By với phương châm trải nghiệm niềm vui đang dần tiến gần hơn với việc mang cà phê trở lại là cà phê.